gái Châu Tinh Trì bị fan Lisa Blackpink tấn công vì nhắc đến chuyện đi diễn ở Crazy Horse. Sự việc Lisa Blackpink biểu diễn tại quán rượu Crazy Horse ở Pháp đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội suốt một thời gian qua. Nhiều fan Trung Quốc của Lisa đã phản ứng rất kịch liệt, một loại chủ đề về nữ quyền và câu chuyện tình dục hóa thân thể của phụ nữ đã được đưa lên bàn cân. Và như S News đã đưa tin trước đó, nữ diễn viên Từ Kiều cũng có đôi lời chia sẻ về vấn đề này và ngay lập tức trở thành tâm điểm của mạng xã hội. Cô viết, tôi thấy nghề nghiệp của phụ nữ đang bị tình dục hóa. Nhiều khán giả đã thể hiện sự đồng tình với quan điểm của Từ Kiều, trong khi đại đa số fan Lisa đều không chấp nhận. Người hâm mộ nữ thần tượng K-pop cho rằng Từ Kiều đang lợi dụng danh tiếng của Lisa để PR cho bản thân. Bình luận của Từ Kiều đã bị fan Lisa ném đá khắp nơi. Nhiều người còn đào lại khoảnh khắc Từ Kiều chụp ảnh trong bộ bikini không lâu trước đó để chỉ trích nói rằng nữ diễn viên cũng khoe thân vì sao lại trách móc Lisa. Không những thế, nhiều fan của Lisa còn vượt tường lửa để vào tài khoản Instagram của Từ Kiều bình luận phẫn nộ và mắng chửi nữ diễn viên. Hiện, tấm ảnh của Từ Kiều trên trang cá nhân đã thu về hơn 13.000 bình luận từ khán giả Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.